Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Hai bốn quả lại là hết. Vâng các bác buổi, vâng đang trực tiếp giải WTT Champion Chong Qing 2024 diễn ra tại Trung Quốc. Liang Jingkun hay là Phan Nhân Đồng với Khâu Vũ Ngọc Lân. Và trong trận đấu tứ kết giải WTT, và bình luận viên không chắc trận đấu vẫn là điểm số anh em. Vâng, và giật trận đấu giữa Khâu Vũ Ngọc Lân và Nguyễn Xuân Diện. Vâng, như vậy là một trận thi đấu để rất mạnh. Đội tuyển có sự xuất hiện của Nguyễn Đăng Nghiệp, Bùi Thế Nghĩa. Đội tuyển được coi là hạt giống. Giữa Xuân Diện chịu áp lực rất lớn, bởi vì trận thi đấu này là trận off-field và một hot girl rất xinh. Và nhà thi đấu đã nóng thì chờ lại còn có hot girl. Vâng, đội ngược dòng. Chúng ta cùng đến với diễn biến chính. Đây mới là trận đấu thứ hai rồi. Còn trong khi đó hai rồi. Vâng, bóng double fit này thì cũng có bán tại Sport Play Shop các bác nhé. Vâng, em đang đề nghị cho hãng Mofit mua lại, bền quá, đánh mãi không hỏng. Vâng, có lẽ sản xuất bóng phải. Vâng, có rất nhiều khán giả mua bóng ủng hộ Sport rất đen nên đang kiến nghị cho Double Fit vâng sản xuất cho Xuân Diện. Vẫn là một thế trận áp đảo, giá cao hơn. Xuân Diện là một vận động viên cực kỳ tài năng đến từ Hải Dương, nhưng không hiểu sao đang tập luyện ở tập luyện chuyên nghiệp. Cầu thủ rằng ra ngoài dạy bóng bàn cho được nhiều tiền. Bóng bàn chuyên nghiệp là một sự. Vâng, trẻ như thế này mà đã nghĩ tới nghiến, cần phải nỗ lực, cần phải tập luyện. Vâng, 9 đều rồi. Chiếu trực tiếp trên fanpage trực tiếp bóng bàn. Trận đấu giữa Phan Đông và 19 cho Ngọc Lân rồi. Vâng, như vậy là 10. Họ là chỉ đạo viên. Vâng, không cầm vợt thi đấu. Đức Hoàng đã được huấn luyện viên Đoàn Kinh Quốc.
và một kịch bản quen thuộc. Vâng, tại bảng thì trình độ cũng xem nhau. Có thể quân đội. Ui rồi. Tám chín. Vâng. Vâng, bàn thi đấu đang được thanh lý sau giải các bác nhá. Ưu đãi duy nhất trong livestream, giải pháp toàn diện với bộ đôi sản phẩm Metax Lotion và băng dán cơ X30 giúp giảm đau mạnh mẽ. Phiten, sự lựa chọn hàng đầu của các vận động viên chuyên nghiệp sau hơn 40 năm đồng hành và phát triển. Với rất nhiều sản phẩm hỗ trợ vận động, bảo vệ chống căng cơ, trợ lực giảm tổn thương, giúp bạn duy trì hiệu suất, tiếp đà bứt phá. Liên hệ ngay hotline 0353300088 để mua hàng giá ưu đãi, duy nhất trong livestream. Phiten, thương hiệu hàng đầu đến từ Nhật Bản.